Tiếp theo tập trước, đám người Dương Trần được đưa đến một tòa thành. Sau đó, cả người Bố Tố Nhiên, Dương Trần và Xảo Nhi dừng lại trước một cửa tiệm. Có để ba chữ, tiệm thợ rèn. Xảo Nhi vui vẻ nói: "Mọi người xem, lão sư đang ở đó." Chỉ thấy Canh lão đang đứng chắp tay sau lưng, mặt nhìn về nơi xa xăm. Bố Tố Nhiên liền hỏi: "Lão sư à, người có biết Thần Sơn sắp có bảo vật gì xuất thế không?" Canh lão trả lời: "Bảo vật vô duyên với các ngươi." Xảo Nhi hỏi lại: "Lão sư, vậy còn con thì sao, có duyên với con không?" Canh lão đáp lại: "Cũng vô duyên với ngươi luôn." Xảo Nhi nghe xong hứ dài một tiếng. Dương Trần thầm nghĩ, ông già này cứ ra vẻ bí ẩn hoài. Chẳng lẽ là ông ấy thật sự biết bảo vật của Thần Sơn xuất thế sao? Canh lão nhắc cả bốn đứa: "Đi, chúng ta tới Thần Sơn." Bên trên dực đê Thần Sơn, những tiếng la hét thảm thiết vang lên. A a a ha, a a a ha. Một đám đã ngã bò lê bò càng ở trên đường. Mục Trần ngơ ngác hỏi: "Đây là chuyện gì?" Canh lão giải thích: "Sở dĩ dực đê Thần Sơn bị gọi là cấm địa là bởi vì tiếng ma này có tu vi càng cao thì tác dụng của tiếng ma sẽ càng mạnh. Các tu sĩ từ vương cảnh trở lên, trừ những người có võ tâm kiên định ra, thì dường như không thể lên nổi Thần Sơn. Lần này sẽ do bốn người Dương Trần, Xảo Nhi, Thiên Linh Hi, Kiếm Vô Khuyết các ngươi đi." Mấy đứa bên này chỉ trò trò: "Người của đế quốc Đông Xuyên tới rồi." Không chỉ có đế quốc Đông Xuyên, mà là cả Đông Minh. Lão quỷ Vạn Tượng cũng đích thân tới rồi. Nói xong đã nhìn thấy quốc chủ Vạn Tượng dẫn theo họ hàng hang hốc đi tới. Vạn Tượng nói với Canh lão: "Canh lão đầu, lần này trí bảo của Thần Sơn át thuộc về Đông Minh bọn ta rồi." Canh lão cười nham nhở: "He he, cứ chờ mà xem." Lúc này, có một đám người bay đến. Cả bọn lại kêu lên: "Người của Bắc Đế Sơn cũng tới rồi." Đại sư huynh Đế Bá cung kính nói: "Tham kiến sư phụ." Canh lão khẽ gật đầu: Đế Bá lại nói: "Tiểu sư đệ, lần này chuyến đi tới Thần Sơn chắc chắn là không được yên bình rồi. Đây là đệ tử Hàn Thành, môn hạ của ta. Hai người kết bạn mà đi chung, cũng coi như có người chăm sóc." Hàn Thành Bắc Đế Sơn cung kính nói: "Tham kiến sư tổ, tham kiến các vị sư thúc." Canh lão lạnh nhạt nói: "Đừng nói nhảm nữa, không chậm trễ được, phải xuất phát thôi." Vạn Bất Quân của Vạn gia liếc mắt nhìn Mục Trần đầy địch ý. Hàn Thành nhắc nhở: "Tiểu sư thúc, đây là Vạn Bất Quân của Vạn gia. Chúng ta phải cẩn thận." Dương Trần liền hỏi: "Hàn Thành đại ca, sao ta chưa từng nghe qua cái tên này? Hắn lợi hại lắm à?" Hàn Thành lại nói: "Tiểu sư thúc, Vạn Bất Quân là thiên tài ngầm của Vạn gia. Tuy hắn chỉ có tu vi võ vương cảnh ngũ trọng, nhưng nghe đồn đã chiến thắng cả cường giả võ vương cảnh cửu trọng đấy." Dương Trần ồ lên một tiếng, trong lòng lại nghĩ: "Không biết ta dùng khôi tinh chấn kinh có thể giết hắn không?" Sau đó, cả đám đã mò lên được Thần Sơn. Vạn Bất Quân khoái chí nói: "Đây, chí bảo của Thần Sơn sắp xuất thế, mau lên cho ta." Hàn Thành nhắc nhở: "Tiểu sư thúc, chúng ta phải tăng tốc thôi, không thể để Vạn gia đạt được ý nguyện." Dương Trần lại nói: "Hàn đại ca đừng vội, lần này Thần Sơn chấn động trông có vẻ sai sai." Kiếm Vô Khuyết tán thành: "Không sai, ta cũng cảm nhận thấy một luồng khí ma sát." Dương Trần liền nghĩ: "Lời lão đầu nói là Thần Sơn có chí bảo đúng không sai, nhưng tại sao lại có luồng khí ma sát tà ác này tỏa ra?" Bên này, đám Vạn Bất Quân thục dục thuộc hạ lên. Hàn Thành tỏ vẻ lo lắng: "Tiểu sư thúc, chúng ta cũng lên đó đi." Dương Trần vuốt cằm nói: "Đừng vội, giờ có vẻ như ta cũng có thể phán đoán. Trên núi có một con đại ma đang sống." Lúc này, có một đám người đang gào lên: "A a a ha, a a a ha, cứu mạng." Hàn Thành ngạc nhiên hỏi: "Võ tâm yếu ớt, thật không biết họ lên võ vương cảnh kiểu gì." Dương Trần đáp lại: "Mặc kệ họ, chúng ta lên núi đi." Trên đường lên núi đã có mấy thằng chờ sẵn. Vạn Liên Thành cười nham nhở: "He he, Dương Trần, cuối cùng ngươi cũng đi lẻ rồi." Dương Trần khinh bỉ hỏi: "Là ngươi hả?" Hàn Thành đứng lên nói: "Tiểu sư thúc, để ta thay mọi người chặn bọn chúng. Mọi người lên núi trước đi." Vạn Bất Quân: "Có dám đánh không?" Vạn Bất Quân thở dài: "Đáng tiếc ái đồ của Bắc Đế đại nhân này, e rằng ngày hôm nay phải chôn thân ở đây rồi." "He he." Hàn Thành vung trưởng đánh ra rồi hét lớn: "Bớt nói nhảm đi." Thế là hắn đánh ra Đường Sơn trưởng. Dương Trần nhắc nhở cả bọn: "Chúng ta xông qua đó lên núi với tốc độ nhanh nhất, đừng để Hàn Thành đại ca phải chịu quá lâu." Xảo Nhi tức giận nói: "Lên núi cái gì? Giải quyết hết lũ ngáng đường đã rồi nói." Lúc này, Vạn Bất Quân ra lệnh cho thuộc hạ: "Ba tên các ngươi mau đi cản hắn lại." Xảo Nhi thấy ba thằng xông vào, lập tức vung quyền lên quát: "Cút đi cho ta." Ầm một tiếng vang lên, cả ba tên đã bị đánh bay. Vạn Bất Quân nhìn thấy liền kêu lên: "Không ổn." Thế nhưng khi tên Vạn Bất Quân này chuẩn bị chạy thì Hàn Thành đã chặn đường: "Vạn Bất Quân, đối chiến với ta ngươi còn dám phân tâm à?" Vạn Liên Thành ra lệnh cho thuộc hạ: "Mọi người liên thủ giết con nhóc này." Cả đám xông vào. Xảo Nhi nói: Giết nha đầu đê, tiện nhân đáng chết, thứ nô tỳ tìm chết. Xảo Nhi lúc này vung tay ra quất, là các ngươi tự chuốc lấy nhé. Bốp bốp bốp, cả đám bị đánh cho lệch hết cả mặt ra. Vạn Liên Thành hò hét thuộc hạ, cùng đánh đi. Nếu bị một con tiểu nha đầu áp chế, thì chúng ta nhục tự đi chết còn hơn. Dương Trần lúc này rút thanh hắc mộc kiếm phía sau lưng ra nói, hừ, một đám vô sỉ. Nói rồi, hắn vung kiếm chém ra, kiếm khí ảo ạt tuôn ra. Vạn Liên Thành hốt hoảng kêu lên, kiếm thế đáng sợ quá. Kiếm khí của Dương Trần đã cắt mấy thằng thuộc hạ của Vạn Liên Thành ra làm khúc. Dương Trần nhắc nhở, Xảo Nhi sư tỷ, đừng tham chiến quá, chúng ta phải nhân lúc này xông lên. Nói rồi, đám người Xảo Nhi, Dương Trần, Kiếm Vô Khuyết nhật loạt xông lên, đi đến đâu chặt chém đến đấy. Vạn Bất Quân tức giận hét lên, cút ra, Hàn Thành, nếu ngươi thật lòng muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi, he he. Nói rồi, tên này lấy ra một ngọn hỏa diễm cầm trên tay. Hàn Thành kinh ngạc kêu lên, Đại La Ma Diễm. Vạn Bất Quân vinh vào nói, ngươi cũng có chút kiến thức đó, nếu nhận ra rồi thì đi chết đi. Nói rồi, Vạn Bất Quân vung chưởng đánh về phía Hàn Thành. Hàn Thành cản lại đại ma diễm, bùng một tiếng vang lên, thân ảnh của Hàn Thành ngập chìm trong lửa. Sau đó, tên này nằm im bất động, không rõ sống chết. Dương Trần nhìn thấy vội vàng kêu lên, Hàn đại ca. Vạn Bất Quân hùng hồ nói, người tiếp theo chính là ngươi đấy. Dương Trần nói với cả bọn, ta ở lại cắt đuôi chúng, mọi người đi trước đi. Kiếm Vô Khuyết phản đối, ca ca huynh đi đi, để đệ cắt đuôi. Xảo Nhi cũng nói, tiểu sư đệ, đệ dẫn hai người họ đi trước đi, ta ở lại cho. Dương Trần hỏi lại, mọi người chặn nổi Vạn Bất Quân không? Nghe xong, cả hai đứa Xảo Nhi với Kiếm Vô Khuyết đều lắc đầu. Dương Trần lại nói, vậy thì đừng ở lại thêm gánh nặng cho ta nữa, ta có cách cản hắn lại. Xảo Nhi liền nói, Dương Trần đệ đừng có khoác lác. Thiên Linh Hi cũng nói, đúng đó, giờ không phải lúc ra vẻ đâu. Dương Trần đáp lại, mọi người yên tâm, nhỡ không cản lại được thì ta tự có cách thoát thân. Chưa được một khắc sau, Dương Trần đã gặp đám Vạn Liên Thành. Tên này hô hào thuộc hạ, dừng. Dương Trần thản nhiên đứng nhìn bọn này. Vạn Liên Thành đắc ý nói, Dương Trần ngươi cũng có ngày hôm nay à? Lúc này ở đây sẽ không còn vị sư huynh sư tỷ nào đến cứu ngươi nữa đâu. Dương Trần đáp lại, vậy hả? Vạn Liên Thành, chắc ngươi cũng từng nghe câu chú hề nhảy nhót rồi chứ? Đúng, giờ ngươi chính là chú hề nhảy nhót đó. Vạn Liên Thành lấy kiếm ra rồi nói, Dương Trần nộp mạng đi. Dương Trần chết dưới đại la kiếm pháp của ta, là vinh hạnh của ngươi đó. Nói rồi chém về phía Dương Trần một kiếm. Dương Trần bên này thản nhiên chém ra một đường kiếm. Ầm một tiếng, đại la kiếm pháp của Vạn Liên Thành đã bị thổi bay. Vạn Liên Thành hoảng hồn kêu lên, cái gì? Sau đó, tên này liền đánh ra chiêu khác, đại la huyết nhuộm. Thế nhưng kiếm quang của Dương Trần đã chém qua, lập tức đại la huyết nhuộm bay màu. Dương Trần chán ghét nói, Vạn Liên Thành vẫn câu nói đó, ngươi chỉ là một chú hề nhảy nhót thôi. Phong thủy ở đây cũng không tệ, làm nơi chôn thân của ngươi cũng coi như không sỉ nhục thân phận của ngươi rồi. Nói rồi, Dương Trần dùng sắc khí chém ra. Nhìn luồng sắc khí này bay tới Vạn Liên Thành, Vạn Bất Quân kêu lên, Liên Thành, cẩn thận. Thế nhưng sắc khí đã xuyên lủng sọ của Vạn Liên Thành. Tên này chết không kịp ngáp rồi ngã ngửa ra đất. Vạn Bất Quân gào lên, Dương Trần. Rồi Vạn Bất Quân rút kiếm ra. Sao ngươi dám? Dương Trần, ta phải băm ngươi thành trăm mảnh. Sau đó, hắn vung kiếm chém về Dương Trần một nhát. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh Ngọc Hương Review truyện tranh thuyết minh của em nha. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye!